Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nhé. Video này mình sẽ giới thiệu mọi người một chương trình này góp nhận tóc cần có ký hiệu là BCB từ sáng protocol blockchain để tham gia giá hôm nay. Mình tiếp phần link mô tả mở Telegram gặp bấm start này bạn, rồi bấm bấm join vào iRub các bạn, rồi các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào nữa. Rồi nghe bạn, rồi các bạn gửi cho bot này. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller của nó các bạn, một kênh nè. Rồi bạn có đếp lỡ 2 kênh nè, 3 kênh nè. Rồi các bạn join vào nghe không. Con này nó tổng cung nó dán nè bạn, BitGao Claim 100 token. Rồi các bạn điền lại địa chỉ username Telegram của các bạn nha bạn, cộng anh 1133. Rồi các bạn gửi địa chỉ với IC mới với chút wallet, máy server wallet in token các bạn. Nhiệm vụ khá là đơn giản. Rồi bạn sẽ chép nha bạn. Rồi bạn chạy được con bot nè. Rồi bạn gửi vào nha bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè bạn. Rồi các bạn bấm vào balance sheet để check số cần ta kiếm được nhiêu ta. Rồi mình đã nhận được 1000 token BCB nha bạn. Rồi bấm vào withdraw. Bấm vào liên ghép, lấy liên ghép chia sẻ bạn bè và người thân các bạn. Mỗi một lượt ghép là 500 token CBB của nhau. Sau khi các bạn tiễn được minh gốc là 5000 BCB các bạn. Đây thì mình đã được 1000. 5000 mỗi một lượt ghép, cần tất cả các bạn cần tiễn 8 ghép nữa các bạn. Vậy con này chương trình này ghép này cần các bạn cần tiền ghép mấy nó mới về các bạn. Vậy video này kết thúc nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.